con mở ra. À, rồi, chị Loan lại đem trà đào lên nữa nha cô chú chị ơi. Đây là những chai trà đào mà chị Loan thức đêm thức hôm nấu nha cả nhà. Nè anh. À, à có mấy cái ly nữa nè. Ly ly nữa. Dạ chị chơi ly. Năm màu của mấy con nữ á. Con Ngọc đây là sao nay thứ bảy anh đến hả? Anh lên sớm lắm. Mới đến chứ. Anh giỏi ghê. Ngày mai em đi làm. Tính ra anh giỏi hơn anh Nhí nữa. Sáng giờ lượt người trong đây anh Nhí nào? Anh Minh Nhí đâu rồi? Wow, có gì vậy? Mì sáng tài được phần mì. Để ủa ai gửi cho em á? À, mì rồi. Rồi sáng em có lọc này cả nhà được phần mì. Để đây đi. Quá quý luôn, cảm ơn chị nha. Tại chị hẹn lên nhà lấy mà không có gì lên. Trà đào luôn. Quá wow, trời trà đào. Trà đào. Chị Loan dạ. Chị Loan thức đêm thức hôm làm đó cả nhà. Thì cảm chị Loan dành cho anh em quá trân quý luôn. Và cho khán giả khi đến đây có nước để giải khát nha cả nhà. Cô Hồng Loan. Cô Hồng Loan. Sáng nào cô hả? Chị cười cái em chụp cái chúc cho chú Thành đến đây bây giờ nè. À chú Minh Nhí hả? Minh Nhí. Chúc lớn bây giờ nè. Có chị Loan là có ông Thành. Thấy mấy cái ly đâu rồi? Hôm qua nhé, chị Loan quá trời luôn. Ly em giấu vậy đây. Ừ, còn lớn rồi nè. Xanh là màu xanh. Giấu mà bữa em giấu mà quay phim lên, ta biết hết rồi. Quên kiếm cái bịch kệ em chồng đi chơi nữa kìa. Chắc lấy hai chồng luôn. Đây, vẫn còn nhiều. Còn nhiều lắm. Bữa chị mua tới mà nước cho cá là mấy cái ly là hết liền luôn. Hết liền luôn. Như ngày hôm qua là không ai lụng vô ly luôn. Có nước đâu uống một ly. Nước cho cá là ly hết. Hôm qua uống chai nước suối nguyên còn ngon hơn nữa. Cái trà đào mới ngon chứ chị. Hôm nay pha nhẹ tí ha. Dạ. Hôm qua pha hôm nay pha chừng 70 thôi. Hôm qua nó đặt tin nữa nó cũng rồi. Bữa nay cái chị Loan khách thường luôn. Cái thầy ở trong chùa thầy gió đó. À, phải không? Phải tên đó không? Thì cái nick là tên gió. Vậy hả? Mới qua nhắn tình em. Vậy hả? Hình như là thầy đó thầy giấc ngủ quá à. Vậy nhắn tình em xin cái clip em quay á. Ừ. Thầy chia sẻ lên Zalo. Vậy hả? À, hôm qua có lên chùa nè, gặp một đường mà thầy biết. Dạ. Yeah. Thầy chào mình. Dạ. Yeah. Yeah. Chị Loan vẫn đẹp như ngày nào tới đây nè. Có gì đâu trời, đẹp rồi bà đẹp. Cái làng đây chị không đẹp, nó không biết ai đẹp nữa. Mười mấy em đàn ông, có mình chị đẹp nhất với ai đâu. Dạ, chị có lúc ngủ rồi. Mấy thằng đứng vui nè. Cái này là cái gì đó? Ừ, tạo thiếu em theo. Ồ, đường nữa. Chu đáo lắm. Trời ơi, chị Loan rất là chu đáo nha. Hôm nay qua sớm mình cũng có. Ấy có nước suối không? Chắc. Không biết còn không đó chị. Còn hết đi. Chị có cất mớ trong đây nè, không biết cất. Chị có cất rồi. Giấu. Ta đâu giấu không à. Lúc đó thằng tội chổng là nghỉ quay luôn á. Nghỉ quay luôn. Chị nghe chị với Nhi giấu. Chị phà điện lát nên em nhờ em có cây. Rồi sáng là trà đào và nước cốt nha cả nhà. À, nước cốt dừa. Nước cốt đậm đặc luôn. Đang lấy chút cho cái này có xíu. Cái này không. Nhỏ nhỏ uống uổng. Đổ ở đây uổng. Có một mớ chai nhiều lắm á. Trong đó còn không? Ờ để vô chồng lấy. Để sẵn chị ấy cái chai luôn cho nó không có bị dính đồ. Mấy cái đen đen là trà không à, chứ với là mấy cái bần bộn là tắc đó, chứ không phải là dơ gì đâu nha. Tắc mà chị chạo cho nó có bộn như giống như muối cam vậy đó, nó có tép tắc đó. Chị đem theo chị Loan, hôm nay chị đặt rồi, cho sớm mình chấm mình đi sớm. Chị mua cho mấy tụi em đó, cái trà đó. Ồ, chị mua người cá luôn hả chị? Chị đem lấy keo, đủ màu quá. Đủ màu luôn á, đủ màu luôn hả? À, bữa nay là mình chia sao chị? Là sáng mấy chai, chiều mấy chai. Cứ để là ba chai coi hôm nay sao có làm mẹ không? Dạ. Vậy là
Hôm nay làm, hôm nay khắc hả chị? Không biết. Chị biết đâu thì mình nói gì đó. Hôm qua có vô chùa mà đầu tiên vô là đông lắm luôn. Rồi, thanh kêu. Ta cũng khát nước. Hôm bữa đi chùa ở chùa thứ hai đó. Mọi người xin nước mặt về tắm rửa mặt quá trời. Rửa mặt chỉ uống chứ đâu không có tắm. Bữa nay 6 chai giờ đầu hả chị? Ai phù câu quá xin lạp bay xuống quá trời luôn rồi. Mai chị xách xe chị đi, cái chị nhắn tin, chị nói lần giờ chị đi mua bông với Diệu Âm hai lần đi mà cái rồi cái gì Di Ngọc nó là bị hư rồi, bị gãy rồi, cái là cái màu nó lợt phim trong hình nó bay màu rồi, không còn đẹp nữa chị. Còn cái hình dáng giống nhà mà to ra mình không có rồi chị. Chị lo mua cái nữ đó. Có mua nước, mua cao, mua nữ tại vì tướng màu có mấy màu sợ lộn. Vậy là mua cho nữ thôi chị. Mua cho nữ. Rồi em BD có không? Mấy nữ ta? Bốn nữ chứ một cái á, anh nào BD thì lấy. Rồi vậy thì có muối tiêu quá chị. Chị có mua cho chưa? Để đưa muối tiêu. Có nó ngồi bên cái ao bên kia kìa. Ngày nào cũng tới mà. Chị phải mua cho nó màu hồng nữa nha. Có màu hồng không? Vậy là cổ muối tiêu đó. Nguyên bày bồ câu luôn cả. Ôi trời ơi. Ôi đẹp dữ nha. Mày đừng lấy gần. Đừng lấy gần nó bay á. Nó đang ăn cái gì rồi? Gạo. Hồi sáng cô bả lại gạo quá. Ôi bồ câu. Để mốt mua cho Nam mẫu khác. Không có giống nữ. Thôi đi chạy ơi, mua đi ơi. Nó bay lại kìa. Wow. Đẹp quá. Nó biết không? Nó biết. Nó có linh cảm á. Nó đưa vị trí cho nhau rồi đó. Nó đưa vị trí rồi nó bắt đầu chạy tới nè. Phun bậy vô câu. Cơm hay cái gì hay bánh hay gì hả? Gạo muối mà. Điều lành á. Phải biết hiểu tốt cái gì và điều lành cái gì. Chứ phải thấy một câu nói là ở đây gọi là phong. Đó, ai là cậu chỉ giùm tôi. Câu này khó. Nó thật khó nha cả nhà. Hôm qua bung bóm nói cậu. Bung bóm một con. À, bữa nay nó quyên bày một câu đó là con nào mới là cậu. Không phải cậu nhưng mà rất là tốt. Nhất là những mới những người mà chưa được trăm ngày rồi đó, với lại mới chết thì càng tốt nữa. Mới chôn càng tốt. Nó dạng ha. Nay đang ăn mà. Mày sáng cô bá lại gạo muối á, chắc cứ này lại nó ăn gạo. Rồi giờ dỗ đít nó cũng đâu có bay đâu. Nó quen rồi, nhiều khi đó nó ăn ở đây nhiều á, nhiều rồi ăn nó quen rồi. Đó thấy không, nó đỡ mình luôn thấy không? Giống mấy con nai á. Mấy con mặt bứt luôn ha, thấy cái đít của nó rồi đi rồi. Cái con bồ câu màu, giống bồ câu gà đây. Mày dạng rồi đó, giờ nó dạng rồi đó. Chân nó đỏ lè ha. Em thích màu gì hả? Đang ăn như là ăn ba cái chèn ăn qua vậy, hay gạo. Không, gạo muối, sáng cô mới lại gạo muối. Gạo muối sao ăn? Ăn gạo với muối sao ăn? Chỉ là nó gạo muối mà lại nó ăn gạo á. Chắc là sáng chị